Thôi buồn cái gì, lấy cho sữa đi nè. Tự nhiên cái ngồi này buồn gì vậy? Mà hình như tôi xem bị em gái chơi hết lần này đến lần nọ, xong rồi lại còn người mình thích không thèm nhìn mặt mình nữa. Và tính sao? Thì tôi sẽ không đi chơi, xong rồi vô quán trà sữa ngồi cằm ràm, ngồi than ngồi thở với đường gái. Bà đang chọc quê tôi hả? Đâu chọc quê gì đâu. Nhưng mà ông thử nghĩ đi, không quen được đứa này thì quen đứa khác. Trên đời này thiếu gì con gái tốt đúng không? Chẳng hạn như tôi, một trong những người tiêu biểu đúng không? Gì? Nói lại nghe coi. Chẳng hạn như tôi, một trong những người tiêu biểu. Thôi, tôi xin bà. Bà mà là con gái mà lại còn tốt ấy, thì con gái trên đời này chết hết rồi ha. Cái gì? Ông khinh thường tôi. Trời ơi, con gái gì mà như con trai ấy. Con gái người ta phải là nết na, dịu dàng, tự tin, khoe cá tính. Chứ ai như bà. Trời ơi, hai thằng đàn ông đi với nhau quá. Cái gì? Ok, bây giờ tôi sẽ chỉ cho ông một cái bí quyết làm đẹp này. Sao? Là một cái là quyến rũ liền. Đây là dòng son của Nhật Bản. Son một cái là mềm mượt môi lắm luôn á. Cái dòng son Yurika này ha, mà ông đem tặng cho bạn gái á, thể nào cũng tạo được ấn tượng tốt. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, là hôm nay bà dùng cái màu son này đánh cho bà á hả? Nhìn bạn gái. Trời ơi, công nhận là cũng tươi tắn hơn một ngày. Mà vẫn còn đàn ông lắm. Nhưng mà nói chung á, nếu như mà muốn là có bí quyết làm đẹp thì cứ lên trang loveshopping.com.vn là ông có thể sở hữu một cái son hoàn toàn uy tín chất lượng đến từ Nhật Bản luôn. Hay. Son. Đây. Ê. Đi đến cho Mi. Không nha. Không nha. Đâu giờ này chưa về nấu cơm làm chị Vi gọi nè. Trời ơi, thì ra là ở đây uống trà sữa với chai. Gì vậy Phương? Chị Vi ở nhà lo cơm nước rồi mà. Nhưng mà tôi là Winner không phải là gì đâu nha. Chỉ là bạn thân thôi. Đúng. Bạn thân hả? Bạn thân mà bá vai kề cổ tô son môi cho nhau nữa. Đúng là ngu mới tin. Trời ơi, bà không tin thì thôi. Bọn tôi không làm gì sai á, bọn tôi không sợ. Đúng là bây giờ chưa làm gì, nhưng mà mốt quá hả là có chuyện động trời á. Ê này này bà Phương, bà đang hơi quá đáng rồi nha. Hôm nay tôi có chuyện buồn, tôi không muốn đôi co với bà. Đi về đi. Coi kìa. Vừa đụng chuyện cái là nắm tay nhau, dắt tay nhau đi liền. Rồi, bộ nhộp sao bỏ tay vậy? Ghê thiệt chứ. Bà. Sao á? Cái qua bên này. Từ từ. Đó, đúng rồi. Em này Việt Thi, chắc là lát hồi xong trận này mình làm thêm ván liên minh nữa đi. Trời, ông có thấy tôi hay không? Tôi nói là về nhà chơi là thoải mái hơn là chắc chắn rồi. Chứ ở quán chú Vượng á, lỡ mà gặp hai con lăng quăng kia, khó chịu lắm. Chứ là ông thấy chơi game, ông hay giải tỏa nó buồn không? Đúng là bà hiểu tôi nhất rồi. Trời ơi, tôi không mà bạn mà. Này, này. Bình tĩnh. Chết tinh ơi, bình tĩnh gì nữa. Trời ơi. Đây, hai đứa làm cái gì đó? Chơi game. Ai không biết chơi game? Chơi game mà cầm cổ gì hả? Bỏ cái tay ra. Trời đất ơi con. Trời đăng lên mà chú. Con trai với con gái hai đứa là phải có khoảng cách, hiểu không? Ngồi xa nhau ra. Tụi con không có gì đâu chú đừng có hiểu lầm tụi con. Ai biết bây giờ chưa có, sắp tới mới có. Cơm đây, cả nhà mình chúng mình ăn cơm nha. Làm cái gì trong đó vậy? Nấu cơm. Nấu cơm cái gì? Phải quan sát. Tụi nó làm sao? Nãy giờ ngày hai đứa nó chơi game cái lộn sùm mà, quan sát gì? Nó mới cặp cổ nhau kìa, không thấy hả? Anh lao quá. Việt Thi, con xíu ở lại ăn cơm luôn nha. Hôm nay cô nấu rất là nhiều món ngon á, mà Candy với Phương học ở trường rồi. Nha, ăn nhanh nha. Dạ. Người nhà không ạ? Trời mẹ ơi, mẹ không có tinh tế gì hết á. Việt Thi nó chỉ muốn ăn hành nhưng mà nó ăn ba cơm thì không có cú đầu không trời. Ê, bỏ tay ra, mới nói. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Đi qua bên đây ngồi. Con á. Chứ ngại. Qua đây. Đúng rồi. Trời ơi, gì vậy? Anh phải ngồi đây mới được. Đây. Đây. Wow. Món ruột của Việt Thi nha.
Trời ơi mẹ, món ruột về Thi rồi, món của con đâu? Đây, trời ơi có. Ủa, sao tự nhiên anh qua đây ngồi? Ủa, ngồi như sinh nhật em vậy nè. Happy birthday. Anh thích ngồi đây. Anh phải ngồi đây để ngăn cản những cái mối hiểm họa trong nhà này. Hiểm họa gì? Đừng hỏi nhiều, ăn cơm. Anh kỳ quá à. Em nói lại lần nữa nè, Việt Thi Winner hai đứa là bạn thân. Hồi xưa em cũng nghi nghi ngờ ngờ như anh đó, nhưng mà cuối cùng đâu có gì, đúng không hai đứa? Dạ. Đúng rồi. Trời ơi. Anh, mấy cơm với mẹ nè. Để cả nhà ăn cơm. Mấy cơm cho tôi với ông. Ừ, từ từ. Thôi. Để anh. Nè con. Dạ, cảm ơn chú. Mời mẹ. Cảm ơn con trai. Ăn cơm đi, có gì đâu cười. Ăn mới kỳ. Gì kỳ? Ăn đi, có gì đâu căng. Mà chú. Ông mới cho tôi nè. Hỏi ăn cơm không em? Rồi, cái này của con. Đây, thả la quá. Trời, tôi nói mà tôi tức chết luôn á. Sao vậy? Con chào chú Nguyên. Con. Đây là nhà của chú. Ghế này cũng là ghế nhà chú. Cho nên ngồi nhẹ nhẹ thôi, thư cái ghế của chú. Trời ơi, có cái chuyện gì mà bà cứ phải sồn sồn lên nhở? Sao mà không sồn cho được? Ông nghĩ coi, tại vì tôi đi với ông hoài đó, thì bây giờ ai cũng hiểu lầm tôi với ông á, mà sao không giải thích cho mọi người? Thì tôi phải đi với bà này, xong nắm tay bà, xong la lên là bà là bạn gái của tôi, để cho mọi người đỡ chọc á. Không sao á. Thôi được rồi, để mấy mai tôi bao trà sữa bà được chưa? Bù lại được không? Ông tưởng tôi hèm trà sữa của ông á mà. Liệu mà ngày mai đi giải thích cho mọi người đi, không thôi thì ân đoạn nghĩa tuyệt. Ok ok, chia tay thì chia tay. Nhưng mà tôi nói là tôi muốn tốt cho bà thôi. Bây giờ lại còn dở ra cái giọng đấy nữa. Con gái đúng là chúa rắc rối mà. Kệ tôi. Thôi chú Nguyên không về. Về đi. Ủa tôi ngồi đây nãy giờ mà tụi nó nói như là không có tôi ở đây vậy trời. Rõ ràng hai đứa này nó đang có cái chuyện gì đó. Chuyện gì? Vấn đề là mình không biết cái chuyện gì xảy ra tụi nó thôi. Chuyện gì lộ lộ gì mà ba cũng biết hả? Tại vì ba không phải là một người nhiều chuyện đó con à. Trời ơi, tụi nó cứ suốt ngày á nói là tụi tôi chỉ là bạn thôi à. Nhưng mà lúc nào cũng xà nẹo, cười giỡn với nhau. Ai nhìn mà chả thấy. Cuối cùng là tụi nó đang xảy ra chuyện gì? Tức thiệt chứ. Gắn ghét thì đã làm sao nữa? Mà sao mọi người ai cũng gắn ghét mình với Việt Thi vậy ta? Biết ngay là kiểu gì nó cũng lên trên mạng tìm kiếm thông tin mà. May mà mình đã hack máy tính của nó rồi. Chương trình tư vấn tình yêu bắt đầu. Bạn nghĩ rằng mình đang thích một người và người đó cũng đang thích mình. Có 5 dấu hiệu nhận biết cơ bản như sau. Bạn và người đó hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc. Ông có thấy tôi hay không? Tôi nói là về nhà chơi là thoải mái hơn là chắc chắn rồi. Chứ ở quán chú Vượng á, lỡ mà gặp hai con lăng quăng kia khó chịu lắm. Với lại ông thấy chơi game, ông thấy giải tỏa nó buồn không? Đúng là bà hiểu tôi nhất rồi. Trời ơi, tôi ông là bạn mà. Dấu hiệu thứ hai, phản ứng thái quá khi bị người khác ghép đôi. Tôi là Winner không phải là gì đâu nha, chỉ là bạn thân thôi. Đúng. Bạn thân hả? Bạn thân mà bá vai kề cổ tô son môi cho nhau nữa. Đúng là ngu mới tin. Ngồi xa nhau ra. Tụi con không có gì đâu chú đừng có hiểu lầm tụi con. Dấu hiệu quan trọng và cũng là dấu hiệu điểm điểm. Yêu nhau lắm thì mới cắn nhau đau. Hai bạn thường xuyên bắt nạt. Và khi xa nhau thì lại càng nhớ nhau bồi hồi. Từ nãy đến giờ mình cũng nghĩ về con nhỏ đó.
Không, có lẽ mình lại thích nó. Chị Google ơi, em lỡ thích con nhỏ bạn thân, giờ phải làm sao hả chị? Nó kêu mình bằng chị luôn. Rồi, để chị trả lời cho cưng nghe nha. Chị tư vấn nè, chị tư vấn tình yêu nha. Nè, đó. Hãy tỏ tình. Gợi ý cho bạn 101 cách tỏ tình siêu ngầu. Tỏ tình nhá. Winner với Việt Thi có quen nhau được không ta? Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha.